Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi. Như Khải hôm nay thì sau khi ban mình anh AKK anh đã lên set đăng ban xong. Thì nói chung thì cái kinh nghiệm ép thì mỗi người một cách ép thôi. Anh thì anh rút kiểu 2 thủy tinh, 2 đài. Của mình thì cũng có nhiều anh em vào rút 1 thôi. Thì ok, mình trải nghiệm kiểu 1 thủy tinh 2 đại. Cứ 1 thủy tinh 2 đại nha em. 1 thủy tinh 2 đại đây. Để mình rút phẩm chất phôi của giá truyền hiện 1. Đó, còn 6 thôi. Có cái 2 cái 4 hơi canh rồi. Tính ra này 4 này, 4 này, 2 6 6 6. Ok, Khải sẽ rút 3 cái hiện trước. Ok, rút hiện trước nè em ơi, rút hiện trước. Tính ra cái kháng cả này thì chỉ có cần này thôi rồi cũng khẽ mà. Phần chốt 7. Ok. Nhưng mà nó khó lên đấy, nó rớt liên tục đó. Kệ có cái nào rớt 5 6 không? Không. Toàn 7 luôn. Nay cứ bỏ 1 huyền tinh 1 với 1 dương tử 1 dương lam 1 dương tử 1 dương lục là cứ okay. Liên tục không. Anh sẽ test công thức rút bớt 1 viên thủy tinh. Rút bớt 1 viên thủy tinh. Rớt chịu chứ. Thì đã nói test mà, hoặc test cho anh em chơi mà. Đây nè, hồi nãy hồi chưa nói, để em nói anh nghe, hồi chưa em test là đã bị rớt sao? Test sao? Rớt sao? Em rút ha. Em đỡ 1 viên thủy tinh. Thứ 2 phút dương đại nó rớt nè. Vẫn rớt luôn. Đâu? Vẫn rớt luôn. Đồ rớt luôn, căng như ta. Kiểu này nó chơi huyền tinh 2 ra chắc kèo huyền tinh 2 nó lên mấy trăm xu. Em nói này nè, test cái kiểu hầu cái huyền tinh 1 với 2 huyền tinh nào nhiều vậy? Em với anh Dương là test là nhiều lắm là. Ok. Thôi giờ mình cứ test thử một cái đi, test thử một cái này tính. Nếu mà rớt 1 cái phôi này thì 1 cái phôi rất là khó. Má phôi. Nó khó luôn cho khoảng tự quyết định rồi. Đợi test đây, đợi test đây. Lúc 1 thủy tinh 1 đại thì nó lên phẩm chất 7. 70% và 30% đất 6. Chính xác. 2 thủy tinh là để ra 78. Nó bít cửa thằng phẩm chất 6 luôn. Ở ta bít cửa bằng chất 6 trà rồi, phí mà đúng không? Cửa cho phẩm chất 6 nó lên 78 luôn. Đúng rồi. Cho nên tại vì cái phôi kháng cả thì một server không có, nó phí lắm. Có hả? Cái gì? 1 viên thủy tinh có 200 xu à. Đúng rồi, tiếc phí. Tìm phôi, cái phôi thì ok. Mình cũng định kiểu đó mà thôi. Phí lắm rồi nè. Lắm, tìm đã nói tìm cái phôi mệt lắm. 8 rồi ok. Giờ không à. Giờ là lấy cái mà đập full tin đúng không? Ép hết luôn rồi. Ok. 6 cái luôn vậy nè. 2 thủy tinh này đúng không? Chứ tiếc cảm giác nó đủ tìm cái phôi không ra, khổ lắm nè, quá khổ luôn. Hả? Ủa sao nãy kêu 2 phút viên nữa? 2 thủy tinh thôi hả? Sao này kêu? Ừ. Thì phúc viên cũng được cái gì đâu. Giả đâu nhiều ghẹ giờ 2 thủy tinh là không phúc viên luôn. Cứ 7 8 7 8 cũng hoài. Thôi phúc viên chị phí tiền nè. Ừ. 7 8 nó cũng hoài rồi. Có thể tí nữa mình sẽ test cái khác. Rồi. Đa số là 7 nhiều hơn 8. Ok, giờ đó anh em thích test giờ bắt đầu Khải test cho anh em một cái. Không có ngại, Khải chơi là không có ngại nè. Đây. 1 phúc viên, ok chưa? Quên 1 phôi. 1 ấn. Mình test 1 thủy tinh thôi, không còn nhiều. Đó. 1 phúc viên. Mình tin. Ok chưa? Đó. 2 cái lên rồi. Không lên thì đi tìm mua, biết sao giờ. Mình test mà. Test cho anh em xem mà. Đó, 7 nha kìa. Ok. Tiếp tục này. Đó, cứ vậy thôi. Thì giờ ép dòng thì 1 huyền tinh 1 anh rút đi, 2 đại đây. 6 này, 1 thủy tinh này, 1 đại này. Rồi, lấy thủy tinh. Em đi mua giùm cho anh mấy cái hút gì đó. Mình test mà em mình ngại vậy đâu. Hút từ từ anh, từ từ đỡ. Nó khổ cái tìm phôi nó khó thôi. Tìm phôi rất là khó. Để ép đồ các anh ơi. Anh này để em cho xem cái này. Đây. Hiện tại bây giờ thì em đang đưa vô test thử anh em tiếp tục này, đúng không? Vừa test thành công một cái 7 nha anh em. Đó, thủy tinh này. Giờ thằng lạnh nó kêu còn mà lo gì, lạnh kêu còn mà. Đó, 6. Còn không? Trời. Nghe anh. Vâng rồi, còn điểm thống kim không cho anh 100 đổi anh 100 USD. Ngày này đâu có đi tập địa, ngày này em đâu đi thống kim đâu. Xin anh em trong ban nữa anh Tài. Còn trong ban nữa. 100 cái chứ anh em có chẳng á. Lên chưa? Lên 7 luôn, lên 7 luôn, lên 7 luôn nha ghẹ ơi. Thành công công thức nha. Ok, tiếp tục này. 5 này. Thông tin 1 này. 1 tử, 1 đại. Hiện 1, từ từ, phải đi mua hiện 1 hả? 100 cái 150 dạng. Nói chung lần này ép cái gia truyền ăn ban anh em à. Hello này mới vô nha. Đâu, tiếp tục này anh em, 2 cục nữa. Thành công nha anh em, thành công nha mọi người. Tiếp tục này anh em. Rồi, tiếp tục sẽ vẫn là 1 đại 1 thủy tinh thôi. Nếu mà cái đó nhìn nó lên thì nó cứ cặp nó lên. Cứ test cho anh em thôi. Tin 1. Anh em đỡ tốn như tin như đâu. Mình là người livestream này là mình phải thử nghiệm em ơi, đừng có ngại. Đó. Đó. Em nói vậy. Cả. Làm tiền. Dơ tiền lên. Phạm chấp 7 luôn. Ok man. Ok. Đúng rồi, 3 cái hơn 3 cái nha, 1 thủy tinh thôi. Nói nè. Này thì này bọn giúp thiên tinh, 1 thiên tinh thiên nhiên, 1 thiên tinh hiện 1. Cố gắng ép cho chuyện bằng ban anh em ơi. Chiu 7 luôn kìa ơi, 4 cục lên anh em. Đó anh em lần sau anh em ép thì công thức của ghè thì 2 thủy tinh thì chắc chắn rồi, của mình thì 1 thủy tinh thôi đó. Em thì 78. Đây, tiếp tục này. Giờ vô cái này là full thì tính hả? Đúng không? Thì tính gì cũng được đúng không? Ok. Ok. Anh Dương ơi, anh Dương. Lần 7 viên đấy. Ê, cái gì lần 7 viên là sao kìa? Sao kìa, lần 8 viên nhớ, full thì tính là 8 viên nhớ. 7 viên nè. Ủa sao bỏ được 7 viên thôi hả? Ok. 7 viên thôi, tại vì nay bỏ một cái mạnh viên sạch là cái số của nó rồi. Ok, vậy là full thì tin 7 viên. Mình chơi là nên cắt màu hay là cùng màu kìa? Cắt màu này bỏ viên nào cũng được. Ok rồi. Đó mình hỏi thử tại vì đã thành công một gia truyền ăn ban 20 rồi thì mình mới hỏi thử để mình test nè. Đồ phố. Rồi. Hiện 1 đó rồi. Đồ phổ bỏ đến giữa. Chỗ nào anh nè? Đồ phổ bỏ đến giữa, còn cái số bỏ trong đó. Đây. Đồ phổ bỏ vô đây đúng không? Số bỏ góc nào? Số bỏ góc nào? Góc đó còn được, đấy. Góc này đúng không? Hồi chưa em ép góc nào? Rồi thì tin 7 cục cùng gì cũng được đúng không? Ok, cho 2 màu đúng không? 2 màu cho nó đẹp nè. Tình 3 tôi tưởng lấy tình 3 hả? Tình 3 bỏ đối diện chỗ đồ phổ đó. Tình 3 đó. Lại nè coi cái cục 8 đi. Cục 8 này. Cục 7 đầu tiên đây, cục 8 đợi cho cái thứ hai. Ok, 7 đầu tiên. Phổ 1 này, phổ 1 trên đúng không? Đâu, đồ phổ. Đồ phổ này. 7 thủy tinh này. Xấu mạnh sẽ ra một gia truyền ăn ban nha anh em. Đó. Hên xui nhân phẩm thử nó gia truyền như thế nào chưa biết được. Đúng chưa? Hình tinh 3 nữa ha. Hình tinh 3 chỗ nào? Đúng chưa? Đúng rồi chưa? Không, hình tinh 3 không phải bên đây nè, bên đi cái nè. Bên đây. Không xuống. Giết thì dê lại chút. Dê lại một chút xíu thôi, cái cục chiều đầu này dê lại một chút xíu thôi. Không. Là góc nào ông nậu? Ở chính giữa đúng không? Chính giữa bên đi. À chính giữa thì trái rồi. Ở bên chính giữa bên tay phải nè. Dê lại một chút. Thì đủ xanh giờ nó đang xem live mà mình cũng không hiểu chỗ nào luôn anh em. Lại giờ cái cục 3 đây giờ góc nào? Dê lại về trái một chút xíu không? Dê lại về trái một chút xíu là sao ta? Vật liệu 1, vật liệu 2 này có số nè. Anh nè, cái đồ phổ này bỏ đây đúng không? Cái đồ phổ này bỏ đây đúng không? Góc đó có một cái lỗ nữa. Ơi góc đó còn có một cái lỗ nữa. Đối diện đồ phổ. Mẹ mình nói đối diện cái đồ phổ không cứ bỏ đâu. Đây nè. Cái này có số vật liệu nè, gần 3 nè. Ok. Vậy là ra mạnh đúng không? Đó. Ok chưa? Rồi, thành công anh ơi. Ok chưa? Ok chưa? Ok. Đậu xanh lên. Ok, lên. Tiếp tục nè. Là Nhã Thành hả? Ok. Ok. Đúng rồi. Mình đi sâu mà. Còn lại cô, ok. Đó. Cái thứ hai nó dở rớt lắm rồi nay. Đưa cái cục 8 vô cho em. Ok. Đồ phố. Ok chưa? À, cục 8 nè. Chưa? Nhảy thành nha, đừng có nhảy cầu nha. À, số 2 này. Đồ phố này, đúng chưa? Rồi, hiện tình 3 đâu? Rồi, bỏ hiện tình trước đi. Theo công thức này, bỏ thị tinh trước này. Đó. À, 4 thị tinh. Đó. Rồi, viên tinh 3 đâu? Đây. Ok chưa? Nhít gì nữa rồi. Chỗ đâu mà nhít. Ok chưa? Ai, thằng 2 ngon lắm. Tiếp tục. À, hay lắm, hợp lý. Giờ Khải lấy thêm thủy tinh hả? Đợi chút Khải lóc lấy thêm thủy tinh hả? 3, 4, 5, 6 luôn. À, những thủy tinh trong rương còn. Trong rương còn. Còn, nhưng mà nhớ còn. Từ à, từ thì lấy hả? Ai còn thủy tinh không em? Bán thêm 20 viên nè ơi. Không còn, bữa nay còn mà còn khoảng 20 viên à. 30, đây. Nói còn 20 viên thôi nè. 20 viên em biết đủ hay không nè. Cái này là lần đầu tiên làm chuyện ấy nè, chứ không phải là lần đầu. Lần đầu tiên luôn. Đâu ta? Tiếp tục làm cái lấy. Đây thì tấn cùng đây. Anh Phong Ca ơi, anh online cho tí nữa anh thu gom đồ của anh ơi. Phong Ca ảnh off nãy giờ đang kiếm trả nợ cho ảnh không anh. Mới là mít mà. Anh nói nữa mà. Ừ, anh cư anh lên mít anh cư mà. Rồi lại luôn. Hai anh em bay đấy. Em trả nợ nè anh đâu rồi? Anh trả nợ gì? Em trả cho anh trả cho anh Phong Ca 10 kim anh mua giùm 6 giùm. Inbox đi anh inbox đi. Nào ok anh em ơi. 2 viên 8 rồi á. Rồi tiếp tục anh em ơi. À, Khải sẽ đi mua mảnh 34. Cứ từ thôi, mảnh 34. Hiện tinh 1 giờ không xài nữa cấp nha. Tinh 1 giờ không xài nữa cấp này. Rồi, cấp nhưng mà còn bỏ lộn hiện tinh 1 giờ anh cứt luôn. Rồi. Chết mẹ rồi sao nhấp vô cái con KV rồi. KV gì? Rồi tiếp tục. Đúng con kỹ nữ đó xui lắm. Vậy nữa. Làm cái nó phải mình bánh chứ sao là xui được. Ok. Rồi tiếp tục anh em à. Tiếp tục đến mảnh thứ 3. À, mình sẽ tiếp tục công thức cũ này, bỏ cái vật liệu trước. Đến đồ phố này. Đến mảnh số 3. Đó, 7 thị tinh. Có thể là Khỉnh Khải thiếu chứ còn tầm 5 đến 7 viên thì tinh là không nhiều đâu. 5 đến 7 viên. Thiếu 5 7 viên không 10. 5 7 viên thôi. Mình 3 nha anh em. Nếu mà thành công mình 3 thì nếu mình thành công mình 3 thì mình được 50% gia truyền ăn ban. Đó. Thành 50%. Ok. Cố gắng thành công mình 3 rồi, 50%. Lên. Cố lên. Rồi xong. Mắc mảnh 3 nè mà. Rồi tiếp tục. Ok em tiếp mảnh 4 là nhảy thành ngay. Mà mảnh 3 xịt anh em à. Nói rồi đừng gặp con kỹ nữ đó. Đừng gặp con kỹ nữ đó hả? À, ok. Nó còn trinh thì mới may mắn. Nó còn trinh nó còn may mắn hả? Ok. Đã rớt vào là khỏi con nhị thành đứng khắp luôn. Vô. Đúng rồi. Phôi. À dính dắt à. Đúng rồi. 1 2 3. Tại bây giờ thì còn 4 viên tử. Vô thôi, cho full lục đi. Tôi như rồi mít là mất hết 7 viên thị tinh nha nè. Thị tinh 3, rồi mất phổi, các kiểu, nói chung mất một lần. Tỷ lệ theo Khải thấy thì nó cũng tầm 70% lên nè. Không lại xịt 30. Bắn bom lên. Lên. Đầu. Má xịt nữa. Chất tôi à. Ủa tính ra kìa em xịt cũng 2 cái giống anh luôn em. Đúng không? Đi mua. Một cái lên, một cái xịt, một cái lên, lên do anh em kéo luôn. Ok. Tại giờ là mình mất 2 phôi rồi. Thì mình đi ép lại đây. Còn 2 phôi. Tao đi chập gái hả? Đây 1 2 3 bao nhiêu viên này đủ 7 không? Được 2 được 2 bát, được 2 bát, được 2 bát, 2 bát cuối cùng, 2 bát cuối cùng anh em. Đúng 2 bát. Nhanh đi tranh mượn ghẹ thôi. 2 bát cuối cùng. Đâu, thưởng nó thành công anh em, đủ mát xịt vào đó nữa nè. Một phần đúc. Ai đi cà phê chị. Đây. 7 này. Phố này. Bánh 3 này. Tiếp tục 7 thủy tinh nha anh em. 1 2 3 được 2 bát, được 2 bát. Phút được 2 bát. 1 phút nín thở. 1 phút nín thở, hiện tinh 3. 1 phút nín thở bắt đầu. Đồ, má xịt 3 nữa, vãi lên. Trời ơi đen dữ ta. Mình xịt 3 lần liên tiếp luôn nè, một má tính ra mình nhỏ đúng khả nhỏ luôn nè, không giờ đỏ được. À. Không Tương Dương em ơi, chưa ép Tương Dương. Đồ à, tính ra mình đúng nhỏ luôn em, xịt 3 phôi rồi. Tầm này muốn tìm lại cũng hơi canh ấy. Tìm lại những cái món đồ mà đã ép hơi canh luôn nè. À mấy cái vòng đâu em lột đồ thử được cái nào không em ơi? Lột đồ thử được cái kháng kháng cả nào không em? À cho anh mượn đây rồi anh sang bóp trả lại cho. Tiếp tục nè. Má tính ra cái mảnh 3 nãy giờ xịt mảnh 3 nãy giờ xịt 2 lần. Mảnh 4 1 lần rồi. Nãy ơi đói bụng chưa Hải? Chưa. Ôi, mảnh 4 ra rồi. 50% giao chuyện ăn ban rồi. Ok 50% giao chuyện ăn ban rồi em ơi. Giờ đây ơi. Mà em thiếu coi 3 bát nữa đúng không? Xíu còn tầm 30 viên thủy tinh nữa. Ok. Rồi để mua ạ. À. Đây nè. Nay coi lại mảnh 1 rồi. Mảnh 1, mảnh 2, mảnh 4 mà anh Tiên Quang ơi. 1 2 4 1 2 4. Mảnh 3 vừa rồi xịt 2 lần. Chỉ anh vậy. Ok nè, tiếp tục tấu 2. Hãy tiếp tục làm một mảnh tiếp theo nha anh em. Mảnh tiếp theo. Nó không biết tăng điểm nó không. Tương Dương trung tâm. Nó không biết tăng điểm á. Đây ghê ơi, đây, giờ anh sẽ lên mảnh 5 đi. Mảnh 3 ghê phải không? Nhiều anh em bảo á là mảnh 3 mảnh 4 là khó lên nên là xịt là đúng. Chưa là cái mảnh 3 em rốt 3 lần hả? Ôi, dạ tao rớt 2 lần là vẫn còn em, chưa gì đúng không? Em bị khùng mấn ghê không nhớ lại. Em ép một mảnh, xong mảnh thứ 2 rớt. Xong mảnh tiếp tục mảnh thứ 2 lên, xong mảnh thứ 3 rớt. Là nó xen kẽ, không nói chuyện vào công thức của anh. Em cái công thức của em là lần đầu là xen kẽ là lên là 50 50. Công thức của anh là rớt 1 lần. Thì đó là có nghĩa là em ép xong mảnh 1, rớt mảnh 2. Xong mà ép mảnh 2, rớt mảnh 3. Đúng rồi, đúng rồi. Ép lại cái công thức của anh là lên được cái mảnh 3. Rồi, ok. Má tính ra ông làm lúa ông ép đồ sao mình mà giờ ông đồ 6 dòng không ngon nha, giờ bữa làm đồ. Đúng rồi anh. Chơi sâu vô 6 dòng tầm này nên ép 6 dòng hợp lý hơn. Khải cũng đang định chờ ép đồ 6 dòng mà ép đồ này làm gì nữa. Rồi 2 món nói mát rồi đấy, giờ chủ yếu chờ coi ẩn 3 nữa xem. Tiếp tục lên một mảnh tiếp theo em ơi. Được 50% cho chuyện ăn ban rồi. Chăm chờ thời gian chờ đợi anh Evan của con Thiếu Lâm thì sẽ đi ép. Quay cho này cái. Nè, ok để anh quay lại. Đợn Thiếu Lâm tới anh Vịnh em ơi, kiếm thì hiền tinh, kiếm thì tinh. Còn bây giờ là quay lại chính này, lên một mảnh tiếp theo này. Tại là lên 3 mảnh rồi, mảnh thứ tư là khó nhất mình lên là ok rồi đấy. Rồi giờ nay khảm mảnh thứ 6 đi. 6 hả? Ok. Lấy này. Hiện 1 này. Đó, luộc đồ của thằng đường bôn của thằng mèo luôn. Đây. 1 nguyên khoáng này, 1 thủy tinh 1 đúng chưa? 1 thủy tinh. 1 thủy tinh 1 phú viên. Là nãy anh lên 4 cái rồi ghẹ. Đúng không? Nãy lên 4 cái rồi mà đúng không? Sao? Quái tử à, dùng là mới lục ái kìa. Làm lục gì cũng được. Ok. Tử đi em ấy, còn thử hợp lý. À ok, nên làm đi. Hợp lý mà, nó hợp lý đấy. Quên anh quên, tại vì anh nghĩ cái gì cũng được. Chọc 7, à thành công nha ghẹ. Nha. Thành công. Thành công 5 lần rồi. Cứ một thủy tinh, một đại. Chỉ có nhiêu đó được đúng không anh Dương ơi? Nó mình phải test chứ. Thì anh nói mà nó ra rất 7, nhưng mà một thủy tinh của em á là 200 xu. Sâu. Một bình phúc thiên đại là 40 xu. Giờ mình đi dưới đi lên. 100 mấy nữa là mình bích cái cửa rớt 6. Đúng rồi, bích cái xác số là 6 rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Mà chiều mình không có ôi mà phải gọi điện với Khải quá trời luôn, mà em để rớt một cái là đứng hình luôn á. Đúng rồi, rớt một cái là đứng hình luôn. Giờ nè, Khải liều mạng. Khải test cái này cho anh em xem. Nãy giờ là ghép 7 thủy tinh đúng không? 7 tinh đúng không? Giờ na test cái gì? Giờ na test gì nè, đạp em nghe nữa. Vậy anh chỉ test là 4 cục thủy tinh không? 4 cục thủy tinh hả? Chính xác. Em nay mà 6 cục thủy tinh với 10 phút giết bình đời, 1 phút giết đại mà nó cũng rất là rất. Đâu mày nói vậy em test chào. Hỏi anh Dương đó. Hả? Thôi hôm đó đừng có test anh. Đồ. Thôi. Chắc kèo cho anh. Em chứ với 10 bình phút giết thì đại kia mà nó cũng rất lên rất xuống, nhưng mà nay test 4. Test 4 không dám test này vâng, chết rồi. Đâu, Khả đang định test 4 rồi nè. Mất hứng hết à? Hả? Khả đang hứng rồi. Đang hứng rồi. Không. Đã giờ đồ phổ nó giờ phôi thì không có đâu, mà nữa mà sau này có nhiều nơi test sao test. Đúng rồi, ok. Rồi mình đang muốn lên thì mình cứ theo cảm tính là mình lên thôi. Nhưng bây giờ cho chính mòn đã. Lấy sao? Hợp lý không nè? Quá hợp lý. Rồi bỏ vô bên 3 vô. Đang định test thôi, nhưng mà thôi anh em khuyên can nên thôi vô cái này chắc lên á, chứ đừng có xui nữa. Trời đồ xanh mà thôi, số mình quá đen rồi em à. 3 phát trời ơi, đồ đen vậy đấy. Chung là mình định test thôi mà chưa kịp test thì cũng đã thất bại rồi. À xịt 3 lần 4 lần đâu, xịt 4 lần đâu anh, xịt 4 lần không hiểu nguyên nhân rồi. Giờ hiểu nguyên nhân rồi. Sao? Tại vì ghẻ á, nó chưa mất đích, nó còn may mắn. Trời ơi, đen gớm. Xịt 2 mảnh 3, 1 mảnh 4, 1 mảnh 6, xịt 4 phát nào. Trời ơi, kinh chưa? Thấy kinh hồn chưa? Ok anh em ơi. Trời, ăn even mà anh ấy thì đợi tử cho em nha. Ok. Không, cũng phải có 1 viên tử nha. Nó nhỏ quá, đau thằng rồi anh em à. Mất mớ tiền rồi, đeo thằng này không được rồi. Chưa làm ép cái chuyện nói, em nói anh này cứ 1 viên tử, 4 cái tử xuống tầm khoảng 3 viên lam, bỏ 1 viên diêm lục, còn viên lam, viên lục đó. Còn chưa rồi dấu hỏi á. Đèn chịu quá. Mình nói lung tung quá, lát đưa cái tin cho nó ép cái rồi. Lên thì tôi rớt tí đầu á. Rồi đây tiếp tục anh em Vân. Má xịt 4 lần rồi, áo vãi lên. Dễ ghẹ. Nghe anh. Mấy cái dòng ẩn 3 á. Khó quá. Ép sinh khí ok không? Đó. Anh Bình Thiếu Lâm mình nè. Chuyển qua nội lực đúng hay sao? Đúng rồi, khi bị sát thương thì chuyển qua thành nội lực. Như đó rồi. 1 thủy tinh. Combat đánh lại người ta rồi đáng chịu chứ. Nhiều em 10% trong thua, ít nhất phải 30 40. Không, nó chỉ cần hồi mana thôi là cái dòng nó có tác dụng. Mình định test thôi mà nghĩ không dám test luôn, mà full thủy tinh vẫn rớt nè, chịu thôi. Nhân phẩm hên xui à, biết sao vậy. Cái đủ phẩm nó câu này nó có cái xui tế tìm con nào. Đã nghiên cứu anh em Vinh là tính tiếp anh em ơi. Tìm phôi, tìm phổi, tìm gia truyền kháng cả. À đây con côn lôn có hồi mana. Anh em Vinh anh em ơi, anh Vinh 700k Việt Nam đồng. Côn lôn có cái tế luôn. Đó thì cái đó là chuyển hóa sát thương thành nội lực á. 10% nghĩa là em bị đánh 100 máu thì nó chuyển thành 10 mana. Đang nghiên cứu này mà anh em Vinh kiếm thị tinh cũng như là boss đại anh em. Biết đâu ra Đà Thành, đúng rồi, lỡ đã biết đâu ra Đà Thành anh em. Thị tinh hậu hoang bì 6 dòng hòn bội. Trong cái này ép gia truyền nó cũng nhân phẩm lắm nè. Trời ơi, mới được 50% gia truyền thôi em ơi. Phải kiếm thì tin phải bo vậy kia. Ok, 300 mấy cái rồi, tiếp tục di chuyển. Cũng như là kiếm phổ ăn 3 hàng liên cũng được nữa. An Bình kiếm phổ. Ôi, con phường tường này chưa có món nào mới luôn nè. Đứng hình luôn rồi. Vái lên và phố cặp phong thanh phù. Ôi, một phố phong thanh phù ngon nha. Ôi, cái phường tường này đen quá, em không có gì luôn. Khải gì em dịch cho bớt cho nó thủy tinh nữa. Gồm thủy tinh tiếp tục. Độ tầm này cho chuyện kháng cả là hiếm quá em ơi, tìm không ra. Chuyển nước đi sang boss thôi. Một thủy tinh này, tới được Khải tính tiền thủy tinh cho anh em xem thử lời hello. Nói chung em Vinh lần này là lời không có lỗ luôn nè. Thủy tinh ra cũng nhiều mà boss đại ra cũng nhiều, nói chung là lời hoàn toàn lúc đó anh em thấy không? Mới con tí mà gần mới thủy tinh này. Phố này nọ chưa nói nữa nè. Rồi. À, cố gắng thì mà hơn chọc viên thủy tinh nữa là ok nè. Cũng bí kíp đại thành 120 là server này khoảng tầm 5-6 kim nữa nè. Không biết đâu nè. Cánh bình bị bắn nè. Bằng nhiều. Làm ăn đi, có vẻ không có gì luôn. Một tử. Một phố. Một boss. Thủy tinh đó, cứ ra thủy tinh là được. Cứ ra nhiều thủy tinh vào, boss nhiều vào. Boss và thủy tinh nhiều vào. Nằm hồ cháu, chặt chỗ. Khải sẽ vứt mấy cái máu vào bên trong cái con chặt rương này. Cục tinh hồng cũng vậy này. Bác tinh hồng này không có giá trị bao nhiêu cả. Vứt ở bên trong này. Sau này sẽ tính tiếp. Thì, hello anh em nha, xin chào tất cả anh em đang xem video nha mọi người. Tại bây giờ Khải đang đầu tư Khải Nghe Bình cho ạc clone tiếp theo. Để có thể tìm những viên thủy tinh này và kèm theo những viên phổ này. Rồi lấy đỡ đập gia truyền hàng bang tiếp tục nè. Nói chung là Khải chỉ mới 1/2 gia truyền 1/50% thôi. Nói chung là 50% gia truyền hàng bang rồi. Và Khải vẫn phải cố gắng truy tìm những cái nịt bị đánh mất nè. Phí tốc hành lực nè. Và con đồ bỏ vô trong này, thật rương này. Thật rương này. Mấy cái phổ này tới đến tiếp này. Rồi. Lấy công kim rồi đó, rồi đúng đấy. Tinh hồng, thủy tinh đi, thủy tinh nhiều vào, có đập đồ, phố này, phố hàng liên không, ôi chỉ hòn, cặp phong thanh phù, hàng ban ngọc bội, quá, nhu tình, hàng ban chỉ hòn, chú phượng, còn phố nữa đây, à, không được, kim tinh. Tinh 2, tinh 3. Một thủy tinh, ok man. Qua đại lý đi. Tương dương, miền kinh, dương châu. Rồi, Smith thì không có gì luôn rồi. Thủy tinh, thủy tinh. Đúng rồi, thủy tinh đi. Thủy tinh đi, thủy tinh. Phố Yên Đái, Bình Bắc Yên Đái. 8 lỡ 3 bí kíp phổ độ bằng tịnh trời công được nhiều vào đó. Nemo trống, ok man. Nemo trống mấy cái bò mấy cái phôi vào trong này, phổ vào trong này. Cái quả chứ tập chỗ những đái chỉ hồn. Chung là mấy cái phổ nhận thì Khải cũng nghiên cứu chắc cũng gần đủ rồi. Còn chỗ á, chặt chỗ vậy, hết chỗ luôn rồi. Tiếp tục anh em. Một thủy tinh này. Ồ, bốt đại này hơi ít nha. Bốt đại này anh mấy cái 4 bốt đại thôi em, vãi lên. Bốt đại hơi ít vậy ta. Đây mới cái 4 bốt đại thôi em ơi. Ôi chà, không ra cái gì luôn. Phố Đình Quắc Trường Sa. Rồi tính ra bắt đại ít nha. Anh nhiều lần này có 4 con bắt đại thôi em. Thảm rồi. 5 lôi khung. Lôi khung gì vậy? Thiên giận giờ dễ trí đồ phổ kim. Chị tinh, tinh hồng, Phúc cấp 116. Ôi hết túi nữa rồi. Ok dịch qua 9 rồi nè, 116 rồi. Hôm nay ăn lên chắc 116 mấy chục phần trăm thôi. Và bao nhiêu người ta 1 nữa nè, 2 3 4 5 6 7 nè, 7 viên thủy tinh nữa. Và có 5 gỗ đại thôi. Ôi ít dữ người ta, 51 đại thôi. Có con kim bò qua nè, rương nè, con hồng khói nè, lách nè, thủy tinh nè, phúc viên nè, dọn rương cái nè, nè, khổ gì đó, khổ tao lao quá. Càng nhiều số luôn. Đấu này, rồi ok đó, rồng rồng rương cái mở tiếp những cái cuối cùng. Trời bao nhiêu thông tin nhiều rồi, làm hai ô đủ chỗ rồi này. Hello này mới vô nha, hiện tại khá anh Vinh em ơi, tiếp tục cho xong Evan này. Đó anh em thấy vang danh giang hồ đẹp không? Nãy Khải vô địch đại hội anh hùng á, nhưng mà cái chính thì nó không hiện, người khác xem thì thấy. Phổ tiếp theo đôi khung đáy, okay. Con số mấy này trời, không có bí kíp luôn, nè. Trời ơi, hoang binh thật, quá nhỏ này, không có bí kíp nào luôn, quá đen. Rồi bán số bắn này đi, tưởng là kiếm cuốn đại thành rồi vui nè, đen quá. Bàn nhược shop này, cho Thiếu Lâm cục máu vô, cục máu 200 mà. Rồi, bây giờ tiếp tục. Nè, quật đài nè. Được, hãy dọn rương ạ. Con đường chính này. Ông Mai Thành Lê Yên. Này bên người anh hùng, đưa trở về sang tân. Rồi mấy cái quan trọng Khải sẽ đỡ lại cho anh em xem thử lời hay lỗ như nè. Nói chung là chắc chắn lời không bao giờ lỗ nè, mà không bao giờ lỗ, bảo đảm với em luôn. Anh Vinh mùa này cái 7 kim rồi, đồ đạc ra khá nhiều, không bao giờ lỗ luôn, chắc ăn luôn, chắc như định đóng cột luôn nè. Rồi đoạn rượu một cục này. Ôi đúng một anh chơi full này, bot này. Mấy cái này đỡ ăn sâu này, ăn sâu lấy thêm hiểm tinh thì tinh trong cái này có này. Rồi mất toàn cái này. Đâu anh Vinh toàn cái này thôi. Rồi về tránh của tôi. Lên cấp nè. Chị 7 nữa hả? Vậy là chắc là chị em thất lạc á. Chị em thất lạc. Rồi ơi. Rồi xong. Còn ai nữa, thấy luôn rồi. Rồi đây, Khang sẽ chuyển việc chính cho anh em xem thử lời lộ, nói chung là không có lộ lắm đâu nè. Đây, được dưới đây. Đúng rồi, chắc nhiều do vòng nhiều quá, hạng liên đấu này nọ các kiểu. Anh em, anh Vinh vừa rồi được như này, hai rương 6 dòng, 1 quyển 8 ăn rồi, 1 quyển 8 ăn rồi, quyển 1 ăn rồi luôn, 2 quyển rồi luôn cho xe mang này. Rồi tính ra ăn lần này ít boss đại, ít boss làm bài boss anh em ơi, được 2 cái mình làm bài boss đại, rồi trung bình 7 số 1 con, 2 cái là 1,5 kim này. Rồi mấy cái này 100 xu 1 con, 6 con là 2,1 kim. Đó. Cục này thì 200 xu nút luôn, còn thiếu cục 200 này. Rồi. Cục này 200 xu là 2,3 kim. 23 cái này cho 1 kim đi, 3,3 kim. Thì tinh này, thiệp này 1 kim nữa này. 3,3 kim rồi. Cái này 1 kim nữa là 4,3 kim. Ok anh được luôn. 4,3 kim. 4,3 rồi. 4,3 được bao nhiêu thì tinh này? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 thì tinh rồi. 16 tinh nhân trung bình 200 xu viên. 16 nhân 200. 3,2 kim. Nói chung là thu lại hơn 7 kim nè. Thu lại hơn 7 kim. Không lỗ. Thu lại hơn 7 kim nha mọi người. Còn lại cái con 50 con gáo bông nữa khả chưa ăn nè. Nói chung là lời không có lỗ đâu. Even mùa này lời nhiều luôn. Mở rương. Mở rương 6 dòng nè. Nón, ống thổ bó rồi. Thủy, ok, ống thổ và ống thủy. Rồi, nói chung thì cái bát này chắc hẳn gần tại đây anh em ơi. Tại vì đỡ mới tìm phôi mà ép tiếp tục giao diện bang thì hơi căng. Và hiện tại bây giờ thì Khải chỉ được 50% giao diện bang thôi. Đỡ tiếp tục Khải sẽ lên tiếp tục clip tiếp theo. Đỡ sang boss cũng như là tìm phôi khá tất cả này. Và tìm thị tinh này nói sẽ tiếp tục lên bát thứ 2 ép giao diện ăn bang nha mọi người. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video, đừng quên cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi video tiếp theo nha mọi người. Còn anh em xem like thì chúng ta cùng tiếp tục xem like nha.